Trời ơi, cái gì mà sáng sớm qua nhà mà cứ thở gắn than dài hoài vậy không biết nữa. Tôi nói tôi làm ăn không được là bà coi chừng tôi á nha. Trời ơi, thông cảm đi, tôi đang chán rồi, gần chết đây. Uống miếng nước đi. Biết vậy hôn. Chuyện gì mà chán? Ta nói á, chán ông chồng. Chồng bà sao bà chán? Người ta nói là củi ung dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Ừ. Đó, mà ông chồng tôi ổng quá được đi, thành ra xài đâu có được. Trời, cái gì? Quá được mà xài không được là sao? Nó cứng vậy đó. Đây nè. Khờ mà tôi khổ giỏng luôn. Chồng bà cũng khờ hả? Ừ. Trời ơi, chồng tôi cũng khờ. Trời, ông khờ đeo à bà ơi, tôi mệt mỏi lắm. Lấy về tôi nói tôi khổ tâm gì đâu luôn á. Suốt ngày tôi phải góp ý với ông, tôi phải chỉnh sửa cho ông tùm lum là la hết trơn trời á. Ủa, bà giỡn với tôi hả? Tôi nhớ ngày xưa bà tìm hiểu kỹ lắm mà ta. Thì đó. Mà chồng bà làm sao vậy? Chồng tôi khờ lắm. Mà khờ thì... sao mới được? Đây nè, kể cho nghe. Hồi mới hôm Tết này nè chứ đâu. Chuyện gì? Tôi mua vé máy bay cho vợ chồng tôi vô về thành phố để thăm gia đình. Cha, đợt đó đi vui không? Vui lắm. Tôi mua cái vé máy bay bình thường. Ừ à. Lên máy bay thấy chỗ đẹp quá. Chồng tôi nhả vô ngồi. Chết cha, máy bay đâu phải muốn ngồi đầu ngồi đâu, ta có vé, có số đàng hoàng mà. Thì đó, mà tôi nói rồi thấy không? Tôi nói, anh ơi, cái vé này là không phải mình mua, mình mua cái vé bình thường. Ừ. Ông nói thì ai đi trước thì được ngồi chỗ đẹp trước. Trời đất ơi, thôi chết rồi. Ơi. Rồi sao? Mấy bà lên máy bay có nói gì không? Có. Không biết nói cái gì vậy nghe. Mà tôi thấy có bất cứ cô tiếp viên kia kìa. Cổ lại cổ nói thầm thì gì đó bên chầu tai chồng tôi. Xong rồi ông chồng tôi ổng ngớ ra. Ổng chạy thẳng một vèo tới mặt trước mặt tôi. Ổng chửi tôi. Ổng nói cái gì mà ổng chửi bà trên máy bay dữ vậy? Chưa có biết cô đó tiếp viên cổ nói cái gì mà ổng chửi tôi gì nè. Ổng nói tại sao em không nói với anh? Xong rồi tôi nói ủa nói với anh gì? Cái ổng nói thì nói cái điều mà cô tiếp viên nói á. Xong rồi mà cái điều gì? Trời ơi, bà làm tôi hồi hộp quá, nói đại quá luôn đi. Đang gây cấn đây nè. À. Thì cô tiếp viên cổ nói là nếu như mà ngồi cái ghế đó, ghế hàng sang thì sẽ không được về thành phố. Nghe vậy, qua ghế bình thường ngồi cái rụp. Trời ơi, tôi công nhận chồng bà khờ thiệt luôn á. Trời, chồng tôi khờ mà làm với bà hạnh phúc lắm. Nhưng mà tôi thấy chồng bà khờ còn có nút hơn chồng tôi. Chồng tôi là bích nút rồi. Ủa vậy hả? Trời ơi, tôi nói tôi khổ tâm lắm. Tôi đem mỗi lần tôi đem ổng về quê là tôi mắc cỡ hà. Tôi thấy chồng bà là người ở thành phố nhanh tay lẹ mắt, tân tiến hiện đại hơn người ta. Đẹp sao? Không? Đẹp không? Đẹp nữa, đúng rồi. Để về không? Khờ đơn hả bà? Sao kỳ vậy? Trời ơi, tôi nói nè, tôi đưa ổng đi về quê thăm ba má tôi. Rồi về quê cái thấy ông hàng xóm kế bên đi ra ruộng mò cua. Đi theo mò. Thôi vậy là được, đừng có chê không? Ổng đàng hoàng quá, không vậy biết nghĩ cho ba má vợ là được. Nói rồi thiệt với bà, lúc đó tôi cũng vui lắm. Tại thấy ổng cũng thích hợp với cuộc sống dưới đó. Đó, rồi cái hai người đi mò cua về. Mà mò cua về, người ổng xình lầy sao không hà. Cái tôi hỏi, ủa anh đây bắt cua được không? Ổng nói được. Cái xong ở đây đâu? Ổng đưa có một con cua hà. Trời ơi, mà từ sáng tới chiều có một con cua hà. Tôi nói, ủa anh mò sao có một con cua vậy? Cái nói, không, được ba con lận em. Mà hai người cùng mò được ba con. Cái tôi nói, ủa ba con sao giờ còn có một con? Thì mò mà phải chia đôi chứ, cho nó đều. Cái nói, đúng rồi, chia đôi mà sao có một con vậy? Cái nói, thì được ba con chia không có đều. Hai ông cứ cãi qua cãi lại. Cuối cùng cái thấy thằng Trăng Trâu đi ngang á. Cái gì nó nói, thôi để em chia giùm cho. Đó, rồi nó chia làm sao nè? Nó chia ông con. Đúng rồi. Nó nói công nó chia cho hai ông thì cho nó một con. Cuối cùng nó hưởng nguyên con mà nó không mò gì hết trơn. Trời ơi, sao chồng bà cái tư tưởng rộng mở quá vậy? Tự nhiên cho người ta ngang xương vậy luôn hả?